màng một cạnh hai, mình chuyển cái này thành RD dựa trên cái bài này. Như vậy các bạn sẽ sử dụng cái trang web RD Plus, trang này dễ vẽ hơn. Rồi, click vô. Ở chỗ này nó có phần login đó các bạn. Các bạn sử dụng login with Google. Thì khi mà bạn login with Google thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập bằng tài khoản. Bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản mail nào trên máy của bạn. Thì lúc này nó sẽ tự động nó lưu các cái diagram của mình đã vẽ trước đây. Ví dụ thầy sẽ vẽ là com 2012, tạo ra cái thư mục này, mở cái com 2012 ra, thầy chọn new diagram và thầy ghi là lab 2 bài 1 quản lý bất động sản. Và cái kiểu của mình là mình vẽ R diagram. Đây, nó mở ra. Trong này nó có sẵn luôn các bạn. Ví dụ entity, mình click chuột ở đây, mình click chuột ở dưới. Tên này, tên bên này mình đã phân tích đầu tiên là văn phòng. Thì mình nhớ là nó sẽ có văn phòng có gì? Mỗi văn phòng có một nhân viên. Mỗi nhân viên, chỗ này văn phòng nó không có gì, thôi mình để gì ta? Để mã văn phòng, tên văn phòng và địa chỉ đi ha. Chỗ này nó không có gì hết, mình chưa thấy. Thì chỗ này mình sẽ để là văn phòng. Mình để tiếng Việt cũng được. Và trong cái văn phòng này nè, mình sẽ thêm thuộc tính. Thuộc tính. Hoặc là bạn sẽ click chuột vô đây, bạn sẽ chọn Add Attribute, thì nó tự liên kết cái quan hệ luôn, nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như chỗ này mình đặt tên là mã văn phòng. Tiếp tục mình sẽ thêm tên văn phòng, tiếp tục thêm địa chỉ. Đó, như vậy các bạn thấy là cái thuộc tính của chúng ta đã được thêm vào cái entity văn phòng. Tiếp tục, mỗi nhân viên có mã nhân viên và tên. Như vậy chỗ này mình sẽ thêm một cái entity nữa là nhân viên và thêm thuộc tính ở phía dưới này, mã nhân viên thêm thuộc tính tên nhân viên, mã nhân viên và tên nhân viên. Mỗi văn phòng có một vài nhân viên đúng không? Có một nhân viên làm trưởng phòng. Một nhân viên có thể có nhiều thân nhân. Thân nhân thì có tên, ngày sinh và mối quan hệ. Như vậy chỗ này mình thêm một cái entity thân nhân có tên, có ngày sinh, có mối quan hệ. Đó, người ta nói gì mình làm đó. Tí nữa mình sẽ điều chỉnh sau. Một công ty có danh sách các sản phẩm. Sản phẩm gồm có mã số và địa chỉ. Như vậy mình có một cái entity nữa là sản phẩm bất động sản. Trong đó có mã bất động sản và địa chỉ.
mã bất động sản và địa chỉ. Mỗi bất động sản có một chủ sở hữu. Chủ sở hữu thì có tên, địa chỉ và số điện thoại. Như vậy thêm một cái entity chủ sở hữu có tên và số điện thoại. Tên, số điện thoại. Rồi, bây giờ mình sẽ xem các quan hệ của nó là như thế nào. Mình có thể lưu cái diagram này lại. Giữa văn phòng và nhân viên thì mình sẽ có một cái quan hệ relationship. Relationship. Ở đây, một bên của relationship mình sẽ vẽ là thuộc cái gì? Một bên là văn phòng, một bên là nhân viên. Vậy chỗ này cái nào một, cái nào nhiều? Ở phía dưới này mình có lựa chọn nè. Mình thêm một cái thuộc tính nữa. Thuộc tính này là trưởng phòng. Thuộc tính này là trưởng phòng. Một bên là văn phòng, một bên là nhân viên. Đó, bảng này nó có hai quan hệ nè. Sau này mình sẽ chỉnh ha. Quan hệ 1-1-1 nhiều mình chỉnh sau. Mình sẽ chỉnh ở đây. 1-1-1 nhiều, còn ở đây mình chưa định nghĩa. Mình chưa định nghĩa cho cái quan hệ này. Mình mới nói thôi. Rồi giữa nhân viên và thân nhân thì mình lại có một cái relationship. Bên là nhân viên, một bên là thân nhân. Thì cái mối quan hệ này mình sẽ để là người thân. Người thân. Rồi một bất động sản thì được bán ở một văn phòng, đúng không? Như vậy chỗ này mình có một cái mối quan hệ là bán. Một bên là văn phòng, một bên là sản phẩm bất động sản. Một bất động sản thì có một chủ sở hữu. Relationship nữa là chủ, ghi chủ đi, tại vì bên này nó có chủ sở hữu rồi. Một bên là sản phẩm, một bên là chủ sở hữu. Như vậy chủ sở hữu này sẽ làm chủ một sản phẩm bất động sản. Một sản phẩm bất động sản sẽ được bán ở một văn phòng. Một văn phòng thì có nhân viên. Một văn phòng thì có trưởng phòng. Một nhân viên thì có người thân. Như vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5 thực thể. Bên này mình có 1, 2, 3, 4, 5 thực thể. Mình đang xác định thực thể và xác định thuộc tính. Rồi, xác định mối quan hệ, loại quan hệ dời vào màng 1 cảnh 3. Mới màng 1 cảnh 2 là mình vẽ xong. Còn cái này chuyển qua cảnh 3. Xác định từng mối quan hệ này một nhiều như thế nào. Được không nào? Xong ha.